đây dành cho bác trai đeo, bác gái đeo đều được, nó là unisex. Thì đây là hình dáng của nguyên một chiếc điện thoại Vertu. Cả sản phẩm, dòng sản phẩm, danh mục sản phẩm Kỳ Lân đều chọn phân khúc đỉnh cao, cao cấp, siêu cao cấp hết. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với showroom của Kỳ Lân Luxury, đến thương hiệu Kỳ Lân Luxury.com, Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu với quý khách một cái cọng dây chuyền Vertu mà Kỳ Lân đang đeo. Đây là một phiên bản Kỳ Lân đang đeo. Và Kỳ Lân sẽ giới thiệu cận cảnh cái đang trưng bày tại showroom. Một cái khuôn mặt là đúc bằng hình dáng của nguyên một chiếc điện thoại Vertu. Và hình dáng nó như thế nào thì đây là phiên bản cánh kim. Còn phiên bản thường thì dàn khối trơn. Thì thôi demo thôi, lấy cái full kim luôn, miễn sao mình thấy được hình dáng thôi nha. Rồi ok, để đây luôn cho cái dễ hình dung. Ở hình dáng của chiếc Vertu, rồi thì đây là hình dáng của nguyên một chiếc điện thoại Vertu. Và những cái mắt đeo dày là cũng hình dáng của những chiếc logo Vertu. Đây cái logo đang như thế này, quý khách xem giùm em, đây là cái logo và những cái mắt xích Kỳ Lân làm bằng cái logo như thế này. Và xen kẽ giữa những cái logo thì có một viên kim cương 2 ly. Và nếu như đây dành cho bác trai đeo, bác gái đeo đều được, nó là unisex. Nếu như bác gái có thể làm thêm một cái lắc tay nhỏ chỉ thương như thế này, là từng mắt logo Vertu đính xen kẽ là ổ kim cương 2 ly. Rất là dễ thương, rất là dễ thương. Đây thì cũng có hai phiên bản, một là Kỳ Lân làm cái logo nó có cái khứa bên trong, và phiên bản này Kỳ Lân đang đeo thì chỉ có một khứa ở giữa này thôi. Giữa mắt xích là cũng là viên kim cương 2 ly. Tương tự rất nhiều sản phẩm về nữ trang, quý khách nào có những cái mẫu nào hay muốn làm theo đúng yêu cầu mẫu có sẵn, hoặc quý khách nào muốn sáng tạo và lên ý tưởng sáng tạo, Kỳ Lân sẽ gửi. Hoặc cái khách nào đã có ý tưởng rồi mà muốn Kỳ Lân thực hiện theo đúng yêu cầu thì hãy liên hệ với Kỳ Lân luôn. Hãy gọi trực tiếp cho Kỳ Lân Luxury số hotline 0901 247 247, số đó Kỳ Lân cũng dùng cả Zalo. Và mọi thông tin về mẫu mã quý khách có thể truy cập luôn trên website cũng được, kỳlanluxury.com, hoặc là vào Zalo. Và nếu nhiều khách ở gần thì cứ đến showroom của Kỳ Lân. Về thông số đo, nếu quý khách ở xa thì Kỳ Lân đã thực hiện những clip trước đây rồi, là quý khách ở xa thì cách đo, cách lấy thông số Kỳ Lân đã hướng dẫn từ những clip trước, quý khách có thể xem lại hoặc gọi Kỳ Lân gửi đường link. Bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, quý khách chỉ cần muốn mua sản phẩm của Kỳ Lân Luxury, muốn sử dụng dịch vụ sản phẩm của Kỳ Lân Luxury thì hãy liên hệ với Kỳ Lân sẽ gửi những video hướng dẫn. Muốn lấy thông số về lắc tay, nhẫn hoặc là dây chuyền, lách chân, tất cả mọi nữ trang về nữ trang, tư vấn về kim cương, thiên nhiên, nói chung là Kỳ Lân là đơn vị chuyên về tiêu chí sản phẩm Luxury Kỳ Lân, cho nên tất cả sản phẩm của mình là cao cấp đỉnh cao hết rồi, cho nên là tất cả sản phẩm, dòng sản phẩm, danh mục sản phẩm Kỳ Lân đều chọn phân khúc đỉnh cao, cao cấp, siêu cao cấp hết. Cho nên là kim cương, vàng thì tất cả Kỳ Lân chỉ làm một loại vàng 18K AU750. Kim cương thì kim cương thiên nhiên, đá quý thì đá quý thiên nhiên, không làm những sản phẩm nhân tạo. Kỳ Lân cảm ơn. Một lần nữa clip giới thiệu về mẫu dây chuyền đến đây kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn rất nhiều quý khách đã dành thời gian của mình để xem clip của Kỳ Lân đến giờ phút này. Một lần nữa Kỳ Lân rất biết ơn và cảm ơn. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách tràn đầy niềm vui, sức khỏe tràn trề, vạn sự như ý, mọi điều như ý, thành công rực rỡ. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.